Chào các bạn, hôm nay Văn Nghĩa xin thiệu các bạn chiếc đồng hồ treo tường mang thương hiệu Odo Sonodo máy 2410 điểm giờ bính bon thùng bè to bự hai bên được chạm hai chùm mẫn mặt số nổi trắng kính dưới là kính thủy nguyên bản Đây là thương hiệu của sản phẩm Sonodo và Westminster. Đây là dòng chữ Made in France. Sở hữu của gông 121, đặc trưng riêng của dòng Sonodo. Cho âm thanh rất là lớn và ngân vang. Sau đây mời các bạn nghe video âm thanh của chiếc này. Đầu tiên là bài Sonodo. Tiếp theo là bài Westminster Đây là cần chuyển bài Đẩy vào trong là bài Westminster video âm thanh đồng hồ Odo Sonodo điểm giờ bính bon mặt số nổi trắng nếu các bạn cần thêm hình ảnh và thông tin chi tiết về chiếc này xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 995 344 để biết thêm chi tiết xin chào và hẹn gặp lại